Những điều thú vị trên Google Maps phần 16. Xác tàu trên sông. Khi đến với sông Lòng Tàu thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn thượng lưu mũi An Thạnh, nhìn từ ảnh vệ tinh của Google Maps, chúng ta có thể nhìn thấy một vật thể trông giống như là phần đáy của một con tàu đang nổi lên trên mặt sông. Phải chăng đây là một con tàu xấu số nào đó bị đắm ngay trên khúc sông này? Lật lại quá khứ thì mình phát hiện ra đây đúng là một con tàu đắm. Và vụ việc này đã từng gây xôn xao dư luận cả nước cách đây gần 2 năm. Cụ thể là rạng sáng ngày 19 tháng 10 năm 2019, một con tàu chở hàng trọng tải lên tới 8.000 tấn, chở theo khoảng 290 container hàng, đã bị chìm trên sông Lòng Tàu thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Sự cố này nghiêm trọng tới mức đích thân Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng với Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã phải trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo xử lý sự cố. Vì đây là một con tàu rất lớn, nếu như không trục vớt kịp thời thì ngoài việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông hàng hải trong khu vực, nó còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước cho cả con sông do đã bị tràn dầu. Tuy nhiên thì quá trình giải cứu con tàu đắm gặp rất nhiều khó khăn, trong đó sự cố đáng tiếc nhất là việc 3 người thợ lặn đã không may thiệt mạng do ngạt khí trong quá trình thi công dưới nước. Sự cố đáng tiếc này cũng khiến cho công tác trục vớt càng thêm chậm trễ và khiến dư luận phải đặt dấu hỏi lớn về năng lực của các đơn vị thực hiện. Tuy nhiên thì cho đến giờ thì sau khi tìm và nghiên cứu rất nhiều bài báo về sự việc này thì mình cũng không rõ là hiện tại thì con tàu đã được trục vớt thành công hay chưa. Bạn nào ở khu vực này thì có thể comment giải đáp cho mình cũng như các bạn khác được biết nhé.